Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Đỗ Quế Phương. Hiện tại mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Quốc lập Bình Đông của ngành Quản trị Kinh doanh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Tú Trinh. Hiện tại mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Quốc lập Bình Đông ngành Quản trị Kinh doanh. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Hiếu. Hiện tại là sinh viên năm 2 của ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Quốc lập Bình Đông. Ở đây mình có vẽ một bức tranh về lá cờ của Tổ quốc của mình, Việt Nam. Và ở bên dưới mình có vẽ về bánh mì Việt Nam và phở. Là một đứa con xa nhà, mình cảm thấy phở và bánh mì là hai món nó giống như một biểu tượng của đất nước của mình. Và khi nói đến đó, mọi người sẽ nhớ đến Việt Nam. Ở phía sau mình có vẽ một bản đồ của Việt Nam. Có thể nói là mình khi đến một đất nước khác, một đất nước mới, mình có thể nhớ về đất nước thân yêu của mình. Thì phía sau mình đó chính là biểu tượng của áo dài Việt Nam. Áo dài Việt Nam đó chính là nền văn hóa độc đáo của Việt Nam. Khi đến Việt Nam thì mọi người đều sẽ nhìn thấy được biểu tượng đó tại đất nước Việt Nam. Nói đến trường Đại học Quốc lập Bình Đông là một ngôi trường có tiếng tại khu vực phía Nam của Đài Loan. Là một đứa con xa xứ đến đây học tập và chinh phục và tham gia cuộc hành trình để chinh phục ngôn ngữ. Mình cảm thấy được rằng trường Đại học Quốc lập Bình Đông có một hệ thống giáo dục rất là tiến bộ và một đội ngũ giáo viên rất tận tình, chu đáo. Điều đó đã dẫn dắt mình quyết định để lựa chọn đến học tập và sinh sống tại trường. Mình cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình là khi bước vào một ngôi trường, mình cảm thấy khuôn viên trường rất là rộng rãi và đẹp đẽ, đem lại cho mình một cảm giác rất là thân thiện và thoải mái. Nơi mình thích nhất của trường đó chính là thư viện. Không gian của thư viện được trang trí tăng tiến và mới mẻ, với một kho tàng phong phú và đa dạng với nhiều loại sách vở, thì là đã thu hút mình khi lần đầu tiên đến với Đại học Quốc lập Bình Đông. Mình cảm thấy các bạn học của mình rất là thân thiện, luôn giúp đỡ các học sinh nước ngoài như chúng mình. Môn mà mình thích nhất đó chính là môn quản lý học. Thông qua môn quản lý học thì đã giúp mình nâng cao được cái trình độ chuyên môn và được biết thêm với những nhà nghiên cứu nổi tiếng về lĩnh vực quản lý. Mình nghĩ rằng tại sao các bạn không thử cho chính mình một cơ hội đến đây học tập và làm việc? Mình nghĩ rằng đó sẽ là một kinh nghiệm rất quý giá đối với các bạn trong hành trang vào đời. Hello, my name is Arthur. I'm the Dean of International Affairs of National Ping Dong University. National Ping Dong University is one of the national university in the south of Taiwan. The university have a great learning environment for all the students. We offer various kinds of scholarship for the student. No matter you are undergraduate student or you are a graduate student, various levels of scholarship are available to all the international students. Ping Dong is very similar to Vietnam. So I hope the weather and all other conditions will help the Vietnamese student to have a great success in Ping Dong. I hope that the National Ping Dong University will be your best choice when you want to come to Taiwan for undergraduate education or for the postgraduate education. We look forward to having you in Taiwan.